tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt với 56 gương mặt công nhân dầu khí tiêu biểu và nghe người lao động ngành dầu khí bày tỏ nguyện vọng cùng với những kiến nghị với Chủ tịch nước. Tại buổi tiếp, người lao động dầu khí tập trung đưa ra kiến nghị chủ yếu về các chính sách lao động đặc thù cho ngành dầu khí, như các tiêu chuẩn về điều kiện an toàn lao động, chính sách dành cho những lao động trong điều kiện khó khăn. Sau khi lắng nghe tất cả các kiến nghị của người lao động ngành dầu khí, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã giải đáp các kiến nghị, đề nghị các bộ, ngành liên quan, những người làm chính sách cần phải có cái nhìn trực tiếp, tìm hiểu cuộc sống của những người công nhân để tìm ra hướng giải quyết hợp lý cho những kiến nghị của họ. Đặc biệt, Chủ tịch nước lưu ý cần phải giải quyết sớm và triệt để những tâm tư, nguyện vọng của người lao động để họ yên tâm cống hiến trí tuệ, sức lực của mình.